Tại vì hồi trước là người ta xài chắc là cho thuê quá. Cho thuê. Ừ, cho thuê nên khách thuê thường là hay dán vậy chứ không ít khi nào mà người ta gắn cậy của mình là chính chủ nên mình gắn luôn, mình xài lâu dài. Còn ba cái này đi nó dễ bị rớt lắm. Với lại người ta cũng không dám phong mà sợ hư tường đó. Đúng đúng rồi, của mình thì mình khoan luôn. Dám làm khi sợ nó chủ nó đòi đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nên ta dán không à. Dán đó thì gỡ. Lâu dài mình gắn cậy này là hợp lý rồi. Ừ. Để chỗ nó ra rồi để cái này nướng nướng lắm ướt. Để mẹ không gắn đâu mà trí nó dụ thôi chứ. Đúng rồi. Mình cũng phải hợp lý mình mới gắn chứ. Sao dụ được, đâu dễ dụ được. Hả? Bỏ lên. Hợp lý mà. Hôm qua giờ chị tưởng cái gạch này nó bị không bị lỗi cái là cái kiểu gạch của nó vậy cái hả? Kiểu nó vậy xấu ghê hết. Đúng rồi, nhìn nó lúc, giống như lúc mà nhận nhà nhiều nhiều người chứ lắm lúc đầu tưởng đâu dơ bẩn không à, nhưng mà không phải nói như kiểu con mắt bị dơ. Cái này gọn ok mà. Hả? Thử ra hả? Phà, từ lưỡi phà ra không? Phà là nó quạt vô mặt á. Ý là nó quạt vô mặt á. Đây chị, ra đây là chị. Cái này đứng đây nè. Nóng không? Đó. Vũ luôn rồi, Vũ phải phù hợp chứ. Thì cái đạo gió đó. Đạo đó giờ úp lại hả? Úp thôi. Không anh Thượng, úp. Thiết kế rồi, bớt bao nhiêu căn. In lại hả? Đúng rồi. Chia lại hay sao? Che lại, nó gì nè. Ok, chào và hẹn gặp lại cái video sau. Nhớ like, đăng ký, hãy tìm ủng hộ Trí Xịt Tin Dừa và Xịt Tin Đen. Bye bye.